Xin chào các bạn, hôm nay đã gần hết tháng 8 rồi, mình làm video này để giới thiệu về lần đi mua các bộ tem với phát hành gần đây. Đây là lúc mình đang đóng dấu ngày phát hành đầu tiên cho bộ tem bảo vật quốc gia bộ thứ 3, đồ gốm. Trước đó đã có bộ đồ đồng và đồ vàng rất là đẹp nhé. Bộ này theo mình nhận xét là cũng đẹp, bố cục không có gì đặc biệt lắm, giống bố cục hai bộ trước đây. Tuy nhiên mình thích màu sắc của bộ này, nhìn lạ lạ. Bộ này có tất cả 4 mẫu tem, không có block. Nó có tới 5 con dấu ngày phát hành đầu tiên. Mỗi con dấu là một địa danh khác nhau. Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ tem và các con dấu nhé. Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, phần nào phản ánh diện mạo về đời sống, văn hóa trong từng thời kỳ của dân tộc Việt Nam. Bảo vật quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, được bảo vệ và bảo quản theo chế độ đặc biệt. Nhằm góp phần quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành chuỗi tem về chủ đề bảo vật quốc gia Việt Nam, gồm bộ tem đầu tiên giới thiệu các hiện vật bằng đồng, phát hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, bộ tem thứ hai giới thiệu các hiện vật bằng vàng, phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2021, bộ tem bảo vật quốc gia, bộ ba đồ gốm phát hành vào ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức là chuỗi tem này có chu kỳ là 3 năm một lần đó các bạn. Không biết sau đây sẽ còn bộ nào không nhỉ? Còn đây là bộ tem ASEAN với chủ đề tòa nhà bưu điện. Bộ này Việt Nam phát hành chung đồng loạt với các thành viên khác của khối ASEAN để kỷ niệm ngày thành lập khối. Bộ này thì chỉ bao gồm một mẫu tem miêu tả tòa nhà bưu điện Sài Gòn. Bộ này có 5 con dấu ngày phát hành đầu tiên. Mình nghe nói bộ này phát hành ít lắm hay sao ấy, vì hôm mình tới mua là người bán đã chừa ra số lượng cho mình rồi chứ không có dư để bán thêm. Quả nhiên đúng như vậy, chỉ một hay hai ngày sau đó mình nhắn hỏi để mua thêm một ít để làm các món bao thư ngày phát hành đầu tiên cho một người bạn nước ngoài thì bên anh ấy đã hết sạch, không còn cả tem thường, tem không răng, tem specim, kể cả bao thư không dán tem cũng không có luôn. Thế là mình phải lập tức liên hệ các mối bán tem khác để mua các món ấy. Đây là cái hôm mình nhận đủ các món và dán tem lên bao thư ngày phát hành đầu tiên để hôm sau đó đi lấy dấu nè. Mình phải mua tem từ một đầu và mua bao thư với lại Masicat từ một đầu khác, thật vất vả. Mình không nghĩ là cái bộ tem một mẫu đơn giản này lại hết nhanh cực kỳ đến như vậy. Rất thú vị, hy vọng sau này nó sẽ là một tem hiếm khó tìm, lần thứ hai trong một tháng để đóng dấu ngày phát hành đầu tiên này. Anh người bán tại công ty tem cũng khá bất ngờ với mấy món mình tìm được đấy, bởi vì như mình có nói thì cái bộ này người ta mua nhanh lắm. Mình đã nhờ anh ấy đóng đủ dấu ngày phát hành đầu tiên cho mình trên một mặt của bao thư. Anh ấy làm rất nhanh, thao tác rất thuần thục vì anh ấy đóng hàng trăm hàng ngàn cái ba thư rồi ấy nhỉ. Đợt này không hiểu sao mình lại có hứng thú với các phong bì FGC. Mình muốn bắt đầu sưu tập thêm FGC từ hôm nay. Tại hội nghị ASEAN Pop lần thứ 22 tổ chức vào tháng 11 năm 2015 tại Malaysia, các nước ASEAN đã thông qua đề án phát hành tem chung ASEAN. Đến nay, đã có hai bộ tem được phát hành, năm 2017 với chủ đề quốc hoa và năm 2019 với chủ đề trang phục dân tộc. Năm 2024, cơ quan bưu chính các nước thống nhất phát hành bộ tem với chủ đề tòa nhà bưu điện. Đây là lúc anh ấy lấy ra các bộ tem mới dạng nguyên tờ này, đây là bộ bảo vật quốc gia đồ gốm. Nhìn trên hình thì màu của nó không đẹp bằng nhìn màu thực tế ở ngoài đâu các bạn ạ. Rồi còn đây là một món vô cùng đặc biệt mà tình cờ mình thu được trong lần này này. Đây là bộ tem hoa dây leo phát hành năm 2006, bộ này hiện nay cũng khá khó tìm, lâu lâu mình cũng thấy có người đăng bán. Tuy nhiên điều đặc biệt là bộ này được phát hành dưới một định dạng khá lạ, khác hoàn toàn các bộ trước đây. Dạng một tờ của có 20 tem, và tờ tem có nền là hình ảnh của loài hoa được thể hiện. Trước đây mình đã có khối 4 của bộ này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy dạng nguyên tờ với các minh họa đầy đủ như thế này đó các bạn. Thật thú vị. Tháng 9 năm 2024 sẽ là một tháng im ắng vì không có bộ tem mới nào phát hành, mình sẽ tranh thủ làm các video về các chủ đề khác. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem thêm các nội dung khác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.